Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Chúng mình lại vào bếp làm giò chả với Misu thôi các bạn. Và cái món này thì Misu nợ của các con, các cháu và các bạn rất là lâu. Đó chính là món giò gà Hà Nội các bạn ạ. Giò gà này thì ăn nó vừa ngon vừa bổ, và làm theo Misu thì đảm bảo thành công 100%. Với những bạn nào mà muốn ăn kiêng hay giảm cân thì cái giò gà này cũng rất là tốt luôn. Thì bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp và làm với Misu nha. Nguyên liệu của giò gà này trước hết là chúng ta cái phần lườn gà này là Misu lấy 700g, hoặc là các bạn có thể lấy 800g nha. Rồi các bạn sẽ xay nó ra và thịt phải để rất là lạnh. Nếu mà các bạn xay ra mà thấy nó chưa đủ lạnh thì các bạn đừng có quét vội, mà các bạn sẽ phải cho vào tủ lạnh thật lạnh đã. Làm theo đúng hướng dẫn của Misu nha. Vậy là 700g thịt lườn gà này, hoặc là 800g. Và nếu mà 73 hoặc là 82, nếu 700g lườn gà thì các bạn sẽ dùng cho Misu là 300g của thịt heo xay nạc vai. Còn lại nếu mà 800g thì các bạn sẽ lấy 200g nha. Việc đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình làm giò chả đó là cái bát nước này đây các bạn. Cho Misu này 10 tablespoon nước bằng 150ml nước lạnh. 2 teaspoon của cái baking powder. Đấy các bạn nhìn đấy, nó phải sủi bọt như thế này là cái baking powder này nó rất là hiệu quả như các bạn, và hiệu của Misu dùng vẫn luôn luôn là cái hiệu này. Nói chung là baking powder thì các bạn dùng cái hiệu nào cũng được nha, chứ không giò chả có ngon hay không là ở cái phần mà thịt nó phải lạnh và cái kỹ thuật mình làm, chứ còn những cái nguyên liệu như này baking powder nào cũng được các bạn ạ. Tiếp tục này, 2 tablespoon của tinh bột ngô. Rồi các bạn quậy đều lên cho Misu và để ngay vào tủ đá nhá. Trước khi mà các bạn đi xay thịt, làm tất cả mọi thứ chuẩn bị cho công cuộc làm giò chả thì cái bát này các bạn làm đầu tiên cho Misu. Ngoài thịt lạnh ra, một bí quyết nữa để cho giò chả được dai giòn là cái phần xay này nha các bạn. Một là các bạn mua sẵn người ta xay cho rồi, hoặc nếu không thì các bạn sẽ xay. Thì Misu bao giờ cũng thế, giới thiệu cho các bạn là 10 năm nay rồi, sự nghiệp làm giò chả của Misu chưa thất bại bao giờ, và xay bao giờ Misu cũng dùng bằng cái máy ninja như thế này. Nhưng mà xay thì chúng mình sẽ chỉ bấm vào đây này. Đó. Nhìn thấy không? Nhấp hạt như thế này nè. Để kiểm soát và máy không bị nóng, thịt không bị nóng nha. Đấy, cứ rin rin vài cái như thế này là xong rồi đây này các bạn. Và cái thịt nó vẫn lạnh. Máy nó không bị nóng, thịt nó không nóng là giò chả rất là thành công. Đồng thời các bạn nhìn thấy không, cái thịt gà nó rất là khô, cho nên chúng mình sẽ phải pha một ít thịt heo vào thì nó mới ngon được, chứ không phải là gà 100% là tốt và là ngon đâu. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cho thịt vào bầu để chúng mình đi quét nha các bạn. Misu vẫn nói với các bạn là Misu quét bằng cái máy Kitchenette ProLine 7, và đây là cái cây để quét này các bạn này, cái dụng cụ để quét đây. Và Misu cũng nói một lần nữa là giò chả phải cần quét nó mới ngon. Còn làm bất cứ cách gì, các bạn có tiết kiệm thời gian bao nhiêu, nhưng mà nếu mà không quét thì giò chả chỉ là ăn tạm thôi. Cho nên là các bạn nhớ đầu tư cái máy, nếu mà các bạn là hay ăn giò chả và thích giò chả ở nhà làm, để cho nó vừa ngon, vừa đúng vị, lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì các bạn nên đầu tư cái máy quét. Là giò gà đó thì Misu sẽ làm như Misu vẫn nói là làm với tỷ lệ là 7-3, là 7 gà 3 heo hoặc là 8 gà 2 heo. Thế còn đây là thịt heo, cái loại Sakura này Misu vẫn nói cái này của người ta là 1 pound là 4 lạng rưỡi, thì Misu sẽ bớt lại, Misu chỉ lấy 3 lạng thôi. Đây, nhưng mà Misu vẫn lấy ra như thế này cho các bạn nhìn thấy là nó phải lạnh và nó đóng đá như thế này. Đó, nó lạnh như thế này. Và thịt, bí quyết để làm giò chả là phải quét, và thứ hai nữa là phải lạnh, cái gì cũng lạnh, thịt lạnh, xay, Misu cũng đã nói là xay cũng phải xay nhấp thả để cho thịt nó lạnh.
Đó, đây như thế này này các bạn này. Mì sủi để trong ngăn đá đấy. Chúng ta sẽ cho này 8 thay bồn spoon dầu ăn, khoảng độ 120ml dầu ăn nha các bạn. 4 thay bồn spoon nước mắm ngon, tầm khoảng độ 60ml. 1 thay bồn spoon đường, 1 thay bồn spoon bột hành. Làm với phần giò và chả gà thì chúng ta không cho bột tỏi nha các bạn, mà cho misu là 1 thay bồn spoon bột hành và 1 teaspoon hạt tiêu. Cứ làm đúng theo như của misu rất là ngon, vì misu đã làm giò chả hơn một chục năm nay rồi, chưa bao giờ bị thất bại cả. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi và giò chả phải đi quét nha các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ dùng với máy KitchenAid ProLine 7 của Misu. Máy rất là khỏe, nó như một con trâu ấy, suốt ngày bị Misu lôi ra để làm giò chả là bánh trái thôi. Vẫn như mọi khi này, kiểu gì cũng phải để ở nấc số 2 để khởi động trong 1 phút đã. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tăng tốc lên tốc độ số 4 và để trong 5 đến 6 phút nha. 6 phút ở tốc độ số 4 rồi đây các bạn. Misu tắt máy này để các bạn nhìn thấy. Thế và nếu như mà máy của các bạn yếu đó thì mặc các bạn sờ này, sờ cái thành bâu này mà nó không lạnh này, mà cảm thấy cái thịt nó nóng và máy nóng thì các bạn phải cho nó nghỉ. Thế còn máy này của Misu là KitchenAid ProLine 7 cho nên rất là khỏe. Của nó là 1.3 mã ngựa, tức là khoảng độ hơn 1000W, cho nên nó khỏe lắm. Bây giờ thì Misu lại tăng tốc lên, nó không cần phải nghỉ đâu các bạn. Em ấy làm, mặc dù mẻ đây là mẻ thứ 3 rồi, Misu sẽ tăng lên này ở tốc độ số 6. 4 phút nữa. Hết giờ. Hết 10 phút rồi đây các bạn. Thế là 1 phút ở nấc số 2 này, 5 phút ở nấc số 4 và 4 phút ở nấc số 6. Và các bạn nhớ cái bí quyết để làm giò chả nó thật ngon, đó là các bạn sẽ phải kiểm tra. Nếu máy yếu thì các bạn sẽ phải kiểm tra vào cứ 3-4 phút. Các bạn phải kiểm tra cho cái thịt và cái máy nó không bị nóng nhá. Đừng để nóng máy nóng thịt là giò chả sẽ bị bở không ngon. Thế còn máy khỏe như của Misu thì cứ làm như của Misu, từ ProLine 7 này, 8 này, hoặc là KitchenAid 6, Pro 6 đều là làm theo của Misu, đều rất là ngon lành. Nhưng nếu mà máy của các bạn yếu này và máy các bạn nhỏ này thì chỉ làm nửa cân một thôi. Và máy yếu chú ý là phải tách thời gian ra, đừng có đánh để cho cái thịt với lại máy nó nóng là giò chả kiểu gì cũng sẽ bở. Giờ thì Misu cho máy nghỉ một chút, chúng ta tém cái phần giò lại. Đây các bạn nhìn này, nó đã bắt đầu rất là mịn rồi. Để cho nó nghỉ một chút đã. Sau đó thì chúng mình sẽ quét 5 phút nữa. Là chúng ta cùng lấy cái bát nước đá đó, chúng ta mang xuống ra quét. Cứ làm theo như đúng của Misu. Cái chủ yếu là các bạn sẽ phải hiểu được cái máy của mình. Các bạn tém thịt xong này, cho máy nó nghỉ một chút, thì bắt đầu là mình sẽ quét 5 phút cuối nha. Với lại cái bát nước đá mà lúc đầu Misu vẫn nói ấy, đầu tiên là chúng mình sẽ phải làm cái đó. Thì bây giờ các bạn nhìn đây, cái bát nước đá đây đây. Đó, nó phải đóng dăm bào như thế này này. Rồi bây giờ thì mình đổ toàn bộ cái bát nước đá vào đây nha. Và cũng như vậy này, chúng mình sẽ khởi động ở nước số 2. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tăng tốc lên tốc độ số 4 này. Trong 3 phút. Hết 3 phút ở mức số 4 này. Bây giờ thì chúng mình sẽ tăng lên mức số 6 nha. 2 phút nữa. Hết giờ. Ui, thịt rất là ngon và quyện lắm các bạn. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi dàn mỏng ra và cấp đông để cho nó dẻo lạnh. Sau đó thì chúng mình lại quét tiếp lần cuối cùng là xong. Giờ chúng mình sẽ đi dàn mỏng ra nha các bạn. Bằng cái tấm wrap này rất là thích của Costco đây. Xong rồi đây các bạn. Chúng ta càng dàn mỏng thì cái thời gian mà
nó đông đá mà để chúng mình đợi quét cái đợt cuối cùng thì càng nhanh nha. Một cân đây, cái miso chia ra làm 4 bịch như thế này. Bây giờ thì miso sẽ cho vào trong ngăn đá và chúng ta sẽ cấp đông để cho nó dẻo quánh lại. Và khi bao giờ mà các bạn bóc cái phần ni lông này ra đó mà nó róc thì có nghĩa là bắt đầu là chúng ta có thể quét được nha. Rồi các bạn ơi, đông như thế này này, sau 2 tiếng của miso để đây và chúng mình sẽ đi quét lần cuối cùng với miso trong 10 phút nha. Đấy các bạn, ni lông nó róc ra như thế này này và chúng mình bẻ như thế này nhá, trong 2 tiếng đây. Chúng mình này bao giờ cũng vậy, khởi động ở nút số 2 trong 1 phút. Đó, nó đánh tan quyện vào với nhau như thế này này. Sau đó thì sẽ tăng lên nấc số 4 này trong 6 phút và cuối cùng 3 phút là ở nấc số 6 và số 8 nha các bạn. Nhưng mà nếu mà máy mặc của các bạn á mà nó yếu đó thì các bạn sẽ phải cứ 3-4 phút lại check một lần, lúc nào thịt này và cái bowl này cũng phải lạnh nhá. Xong rồi các bạn ơi, mình sẽ tắt máy nè. Wow, các bạn nhìn nhá, rất là ngon luôn. Bây giờ thì miso sẽ hạ máy xuống này. Đó. Và chúng mình sẽ đi gói giò. Ngon nhuyễn mịn như thế này mà các bạn. Wow. Miso tém tém lại. Sau đó thì miso sẽ chỉ cho các bạn cách gói của miso, gói giò như thế nào cho nó vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, lại vừa tròn vo, vậy vừa chắc cái giò này. Bởi vì cái món này á, rất là nhiều bạn bây giờ, nhất là có tuổi như miso, rồi là các bạn làm cho con ăn hoặc là bố mẹ ăn đều rất cần cái bổ dưỡng như thế này, vừa sạch sẽ nữa. Giờ chúng mình đi gói nhá. Đây, miso sẽ chia ra một nửa. Đây là nửa cân này. Miso gói luôn một cây giò cho các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn mà muốn ăn nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ gói thành cái giò thẻ nhá. Rất là dễ gói. Hay là miso sẽ để ra một cái này, là miso gói giò thẻ cho các bạn. Đó, như thế này. Thế bây giờ ấy, thì bao giờ miso cũng lót một cái lá chuối thì nó thơm. Thế và miso bao giờ cũng lót thêm một cái miếng wrap ở đây để tránh cái lá chuối ấy, nó bị rách đó. Đó, như thế này. Và yên tâm, miso sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà vừa an toàn thực phẩm mà vừa đẹp vừa ngon nữa. Đây, bây giờ thì các bạn sẽ gói em vào như này. Mình dốc xuống như thế này nhá. Đó. Rồi. Bây giờ thì gói em vào đây. Rồi chúng mình sẽ cố định em ấy và để tránh cho nước nó vào trong á, và cái hơi nó giữ để cho cái giò nó chắc này, thì chúng mình sẽ lấy cái giấy gói bánh, giấy nướng bánh này nhá. Cái loại này của miso là người ta không tẩy trắng cho nên là miso toàn dùng cái này cho nó an toàn. Rồi mình gói tiếp này, ép chặt nó vào. Rồi xuống đây. Và nước không bao giờ vào cả, cứ làm theo miso rất là an toàn luôn các bạn, và sạch sẽ nữa. Và như này. Rồi cuối cùng, để định hình cho nó tròn thì kiểu gì chúng mình cũng sẽ phải lấy cái giấy này nhá. Đó, và bắt đầu chúng mình sẽ cuộn nó vào cái giấy bạc này này. Nó sẽ làm cho cái giò nó rất là chắc mà nó tròn, không cần khuôn đâu các bạn, tròn vo luôn như thế này này. Và chúng mình ép được luôn, ép chặt tay xuống đó như thế này. Đâu này cũng vậy, cái giấy này nó giữ cho nên là các bạn thoải mái
bọc cái giấy bạc ở bên ngoài, không có sợ làm sao hết nha. Đó, mình thử cố định thêm một lần nữa cho nó tròn này. Rồi, chắc nịch luôn. Các bạn xoe đều như này. Tay ấn này, các bạn xoe đều như này. Nó tròn và nó mịn á. Đó, và được một cây nửa cân đấy các bạn. Giờ mới xù gói cây thứ hai và để lại một chút để hướng dẫn các bạn gói những cái cây giò thẻ, cây giò nhỏ để ăn cho nó tiện nhé. Và bây giờ nếu mà các bạn mà không thích cái giò cây to ấy, thì các bạn sẽ gói nhỏ theo của Misu như thế này này. Misu bớt lại đây hai cái để hướng dẫn cho các bạn gói rất là đơn giản và nhanh đây. Giống như là ở trong cái video trước đó. Đây. Đó. Và cuộn một đầu như này. Cuộn một đầu như này. Các bạn cho xuống như này này. Cuộn một đầu như này. Các bạn cho xuống. Nó sẽ gù gù cái miếng giò lên. Đây. Đó. Tiếp tục. Cái thứ hai mình sổ gói luôn cho các bạn nha. Xong rồi đây các bạn, bây giờ thì các bạn sẽ đặt cho Misu một nồi nước sôi. Và nước sôi rồi thì chúng mình sẽ cho giò vào hấp. Mỗi một cái cây giò nửa cân như thế này thì chúng mình sẽ hấp ít nhất là 25 phút nha các bạn. Thì ngoài giò cây ra thì Misu cũng gói những cái cây giò thẻ, giò nhỏ nhỏ như thế này. Nếu mà các bạn mà gói giò nhỏ như thế này thì thời gian hấp ít hơn, khoảng độ 15-20 phút thôi là đã xong rồi. Cái phần giò nhỏ này thì cũng rất là dễ bảo quản nữa. Và các bạn nhớ đón xem video tiếp theo Misu sẽ chia sẻ. Đây là chả gà rất là ngon và các mẹo làm để sao vừa ngon vừa bổ dưỡng và lại không dầu mỡ. Nước sôi rồi, chúng mình đi hấp giò với Misu thôi. Vì giò là nửa cân như thế này đó thì các bạn sẽ hấp cho Misu từ 25 đến 30 phút nha. Thế còn đây là cái giò thẻ đây, Misu cũng cho vào đây hấp luôn. Giò gà cũng xong rồi, Misu tắt bếp đi. Và đợi nguội thì Misu cũng cắt ra để mời các bạn nhé. Chúng mình sẽ thẩm định cái giò nhỏ này trước này các bạn. Thơm, hơi là thơm. Đây này các bạn. Đó, nó vồng lên như này. Và chắc nịch luôn. Còn bây giờ thì Misu sẽ bóc cái phần cây giò ra. Rồi Misu sẽ cắt cho các bạn xem. Đây, phần hai cái lớp giấy bạc các bạn cứ làm như Misu. Yên tâm là rất an toàn bởi vì phía bên trong đó nó còn một cái lớp giấy nữa để bảo quản rồi. Thì mà cái lớp giấy trong đây các bạn nhìn này, nó khô rang như thế này cho nên là hoàn toàn yên tâm luôn về an toàn thực phẩm nhá. Và bây giờ thì Misu sẽ cắt ra để cho các bạn thẩm định xem giò gà của Misu nó ngon tuyệt vời như thế nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Ta-da! Wow! Trắng mịn mà mướt như thế này luôn này. Giờ thì mình sẽ cắt khoanh ra nha các bạn. Đó. Bên trong này lại còn cái lớp lá chuối nữa. Sẽ rất là thơm. Các bạn cứ gói theo như của Misu này, khỏi cần khuôn. Rồi, bây giờ thì Misu sẽ cắt một miếng nhỏ ra để cho các bạn nhìn. Các bạn nhìn thấy những cái lỗ khí chưa? Là giò như thế này rất là dai. Đây, bóc một cái lớp lá chuối ra. Đó. Cái phần như thế này nhìn đã thấy rất là dai giòn rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cắt khúc ra để làm bánh dày giò, kẹp bánh dày giò cho thật ngon và bổ dưỡng với giò gà nha. Và nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn cùng vào bếp để chinh phục món giò gà thật ngon, bổ dưỡng và các mẹo làm giò ngon để cho gia đình thưởng thức và cho các bạn ăn kiêng, cho người già, cho các con trẻ nữa. Chúc các bạn thành công nha. Và nhớ đón xem các video tiếp theo của Misu, những video Misu còn nợ các bạn, chả gà này, chả tôm, chả cá hồi, thơm ngon bổ dưỡng và bất bại nha.